Ngọc Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 5 căn nhà mới nhất tại Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 5 căn nhà này thì đường ngõ rất là thông thoáng với hai hướng, hướng Đông Nam và hướng Tây Nam. Ngõ trước nhà thực tế ở đây thì nó khoảng tầm 2m2, 2m rưỡi tùy từng cái vị trí mọi người nhá. Ở trong này thì nó khoảng tầm 2m2 và ngoài này nó khoảng tầm được cả gần 3m. Nhưng nó không phải là ngõ thông, và tiếp theo nó cách với lại đường ô tô khoảng chừng 100m. Và với 5 căn nhà này thì có 5 cuốn sổ đỏ khác nhau vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Thiết kế trong 5 căn nhà này thì có 3 căn nhà là thiết kế 1 tầng 2 phòng, 2 căn nhà thiết kế 1 tầng 1 phòng. Diện tích thì từ 30 cho tới 36m2. Và ở đây thì có hai hướng, hướng Đông Nam và hướng Tây Nam. Ở đây thì là 2 căn mọi người ạ. Thì Ngọc Ánh sẽ chỉ quay một trong 5 căn này để gửi tới cho quý vị thôi nhá. Đây. Với 2 căn mặt ngoài này thì thiết kế mỗi một tầng là một phòng ngủ. Còn 3 căn bên trong thiết kế 1 tầng 2 phòng. Ngói sẽ quay căn hướng Đông Nam tầng 2 phòng cho quý vị. Giá bán thấp nhất của 5 căn nhà này là 3 tỷ 250 triệu đồng. Ngoài ra còn có căn 3 tỷ 4, 3 tỷ 450 triệu đồng quý vị nhé. Ngói sẽ quay căn 86C này gửi tới cho quý vị. Với cái căn nhà này thì diện tích của nó là 35m2, hướng nhà là hướng Đông Nam, giá bán 2 tỷ 400 triệu đồng. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này ra sao. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thì là thiết kế một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện rất là chắc chắn, an toàn. Và với cái phần mặt tiền của ngôi nhà này thì được 3m2 quý vị nhá. Mời mọi người theo em vào đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì thiết kế không phải là phòng khách, mà tầng 1 này thiết kế là phần để xe quý vị ạ. Ngoài cái phần để xe này thì là chủ nhà thiết kế bên trong là phòng bếp, không gian phòng bếp rất là thoáng. Cái phần hoàn thiện của ngôi nhà này rất là chỉn chu, trần pháo thạch cao, sơn cũng như là cái ở đây thật hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này diện tích rộng cho nên thiết kế căn nhà này tối ưu công năng sử dụng rất là hợp lý mọi người ạ. Đây là cái phần tầng 1, phần để xe, và đây là phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người nhé. Với cái phần phòng bếp này thì chủ nhà thiết kế nói chung là xong xuôi hết rồi. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Phần không gian phòng bếp đây, quý vị có thể nhìn thực tế là ở đây chủ nhà thiết kế cho mình tủ gỗ MDF chống cong vênh mối mọt vừa mới hoàn thiện hết. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, phụ kiện bếp thì đã được lắp đặt đầy đủ. Từ vị trí căn nhà này gần gì ạ? Gần với lại chợ Hà Đông, gần cầu đen, cầu trắng, gần với lại bệnh viện quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác. Và với cái căn nhà này thì gần như là cũng rất là gần với lại trung tâm hành chính quận. Quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Sa La Nguyễn Xiển, đi làm ở ngã tư Sở Thanh Xuân thì cái căn nhà này nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 6 đến 7 km cho quý vị quay đầu trở lại thôi. Rất là hợp lý. Và thiết kế của cái ngôi nhà này thì cũng vậy. Ở phía tầng 1 có một thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh đáp ứng sử dụng riêng ở dưới tầng 1 thôi mọi người nhá. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên các tầng sử dụng. Ngoài ra ở đây chủ nhà thiết kế thêm cho mình một phòng kho. Đây quý vị có thể nhìn nhá. Phòng kho nho nhỏ ở phía dưới tầng 1 gọi là phía chân cầu thang. Rất là hợp lý, có cửa riêng. Không gian bếp cũng rất là rộng, thoáng. Với ở đây thì quý vị nếu như quý vị không thích để phần cái phòng bếp ấy, quý vị không thích để bàn ăn ở đây thì quý vị có thể kê ngay ở ngoài kia cũng được. Và với cái đây là phần để tủ lạnh mọi người nhá. Đây. Quan trọng nhất là cái vị trí bất động sản thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Xung quanh căn nhà này thì ngoài những cái tiện ích to lớn thì những cái tiện ích sinh hoạt hàng ngày thì cũng rất là đầy đủ. Chợ, trường, phường, trạm cho quý vị nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 7 đến 800 mét thôi. Đó. Và với cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 4 thì thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Review chi tiết cụ thể đường hướng giá cho quý vị rồi. Vậy thì thiết kế ở phía bên trên ra sao? Mọi người đừng rời mắt khỏi video. Ở phía dưới tầng 1 thì chắc hẳn là quý khách sẽ hỏi không biết nhà này thì để phòng khách ở đâu. Thì đây, phòng khách thiết kế gác lửng hiện đại nhất hiện bây giờ. Là chủ nhà thiết kế phòng khách ở trên phía tầng 2 quý vị ạ. Và thiết kế cầu thang giật cấp để thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Với cái không gian phòng khách này thì có cửa sổ mở ra phía đằng sau rất là thoáng. Đó. Ở phòng khách cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đây,
vách CNC, ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách, và cũng là một cái kệ trang trí rất là hợp lý và cũng khá là bắt mắt, tinh tế, màu trắng mọi người ạ. Toàn bộ cái màu tông sơn chủ đạo của cái ngôi nhà này, chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là màu trắng cho quý vị. Đấy, cho nên là rất là dễ kê đồ nội thất cũng như là dễ dàng treo tranh ảnh ưa thích của mọi người. Và đây, hệ thống cầu thang giật cấp đi lên phía tầng 2, thiết kế một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Phòng ngủ này thì hướng ra mặt ngõ, rất là thoáng. Cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát. Cửa sổ đây mọi người ạ. Đây, thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng ngủ này thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ cho quý vị. Ngoài cái căn hướng đông nam này thì ở đây còn căn hướng tây nam. Và dự án 5 căn nhà này thì đã bán 2, chỉ còn 3 căn thôi mọi người nhé. Đó, nên là mọi người có thể, nếu như mà quý vị nào đang tìm cái nhà mà thuộc khu vực phường Kiến Hưng thì đừng bỏ lỡ cái video này. Và đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2, sử dụng cho phần phòng khách cũng như là phòng ngủ vừa rồi. Hệ thống bồn cầu này, sen cây tắm và lavabo bàn đá. Lavabo hình chiếc lá cũng rất là xinh. Ở đây thì sử dụng nước sạch sông Đà rồi mọi người ạ. Và đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt từng căn hết cho quý vị rồi. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế hành lang đi vào cũng khá là thoáng. Và thiết kế hai phòng ngủ trước, sau mọi người nhé. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì cái căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Tầng 1 thiết kế phần để xe, phòng bếp. Tầng 2 phòng khách, một phòng ngủ. Tầng 3 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau. Đó. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Ở đây thì rất là gần với lại chợ Hà Đông. Nó cách với chợ Hà Đông khoảng tầm 1 km. Và nó gần với lại trường trung học phổ thông Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Quý vị nào mà có con em học ở đấy thì cũng rất là gần. Rồi là đi lên trung tâm của Hà Nội thì từ cái căn nhà này đi lên trung tâm của Hà Nội thì nó sẽ rơi khoảng tầm 8 km thôi mọi người ạ. Đó. Đây, căn phòng nào cũng vuông vắn, đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Nói chung nhà thì tất cả những cái nhà ngoài quay lên cho quý vị, thứ nhất là về pháp lý, chuẩn chỉnh, đầy đủ, sổ đỏ. Thứ hai, giá cả là báo giá của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Trong quá trình mua bán thì vẫn có thương lượng. Thương lượng ở đây thì chủ và khách được quyền gặp nhau để thương lượng giá trực tiếp, thuận mua vừa bán mọi người nhé. Và tiếp theo mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế có hợp lý hay không. Giới thiệu mọi người, đây là phần tầng 4 của ngôi nhà, có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Với tầng 4 của ngôi nhà, chủ đầu tư vẫn thiết kế cho mình thêm một cái căn phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng ngủ, phòng làm việc, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, trên phía tầng 4, chủ đầu tư vẫn lắp thêm cho mình ở đây một phòng thiết bị vệ sinh nữa, đầy đủ để quý vị có thể sử dụng. Như vậy, với căn nhà 4 tầng này, 4 phòng vệ sinh riêng biệt, 1, 2, 3 và 4. Phần còn lại, sân phơi. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh, dân cư vô cùng là đông đúc. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Vị trí thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần với lại ngã ba Sa La mọi người ạ, ngã tư Sa La, đi ra Nguyễn Xiển, hoặc là quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Nhưng mà anh đã chia sẻ rồi, với cái giá bán thì chỉ từ 3 tỷ 250 triệu một căn. Ngoài ra thì còn căn 3 tỷ 4, 3 tỷ rưỡi nữa. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0881 4444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị đang theo dõi kênh ở những video tiếp theo.